Chào mừng các em đến kênh Khải Liêm trong bài giảng hôm nay. Khải xin dẫn các em khoa học tự nhiên 7, sách cái nơi chưa khước của cuộc sống nha. Trong lúc xem bài giảng của Khải Liêm, nếu cảm thấy quảng cáo, các xem hết quảng cáo giúp Khải Liêm để Khải có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ bài số 6 giới thiệu về liên kết hóa học nha. Mục tiêu của bài học hôm nay mình sẽ nêu được mô hình sắp xếp các nguyên electron trong mỗi nguyên tử của một số nguyên tố khí hiếm. Nêu được sự hình thành liên kết cộng hóa trị theo nguyên tắc dùng chung electron để tạo ra các lớp electron ngoài cùng giống như nguyên tố khí hiếm, áp dụng cho các phân tử đơn giản như là H2Cl2, NH3, H2OCO2 và NO2. Nêu được sự hình thành liên kết ion theo nguyên tắc cho và nhận electron để tạo ra các ion có lớp electron ngoài cùng giống như nguyên tố khí hiếm, áp dụng cho các phân tử đơn giản như là NaCl, MgO. Chỉ ra được sự khác nhau về một số tính chất của hợp chất ion và hợp chất cộng hóa trị. Như vậy trong bài học này mình sẽ học về hai khái niệm liên kết hóa học gồm có liên kết ion và liên kết cộng hóa trị. Thì những hợp chất mà có liên kết ion gọi là hợp chất ion. Những hợp chất mà trong đó có liên kết cộng hóa trị gọi là hợp chất cộng hóa trị. Như là liên kết cộng hóa trị như là những các chất như là H2 chính là khí hydrogen, Cl2 chính là khí clorin, NH3, H2O chính là nước, CO2 chính là khí carbon dioxide, N2 chính là khí nitrogen, NaCl chính là muối ăn, MgO chính là magie oxit. Giờ trước hết mình sẽ có câu hỏi đầu bài. Trong tự nhiên chỉ có các khí hiếm tồn tại ở dạng đơn nguyên tử bình vững, còn các nguyên tử của các nguyên tố khác thường có xu hướng kết hợp với nhau bằng các liên kết hóa học. Các liên kết hóa học được hình thành như thế nào? Như vậy là ngoài các nguyên tố khí hiếm thì nó sẽ các nguyên tử của nó sẽ là nó tồn tại dạng đơn đơn nguyên tử, đúng không? Còn những nguyên tố khác thì các nguyên tử của những nguyên tố này sẽ liên kết với nhau. Thì nguyên tử của các nguyên tố khác sẽ có xu hướng lên tham gia liên kết hóa học để đạt được lớp electron ngoài cùng giống khí hiếm bằng cách nhường nhạt hoặc là dùng chung các electron. Giờ câu hỏi này các em trả lời như sau. Nguyên tử của các nguyên tố khác có xu hướng tham gia liên kết hóa học để đạt được lớp electron lớp ngoài cùng giống như là khí hiếm bằng cách nhường nhận hoặc là dùng chung cả electron nhé. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo mình sẽ học mẫu la mã cấu trúc electron bình vững của khí hiếm. Ở điều kiện thường thì các khí hiếm tồn tại dưới dạng đơn nguyên tử bình vững, khó bị biến đổi hóa học. Lớp electron ngoài cùng của các của chúng thường chứa là 8 electron trừ khí helium chỉ có 2 electron. Nguyên tử có các nguyên tố khác có xu hướng là tham gia liên kết với nhau để đạt được lớp electron ngoài cùng giống với khí hiếm bằng cách là nhường nhạt hoặc là dùng chung electron. Giờ mình sẽ quan sát hình 6.1 mô hình sắp xếp electron của lớp ngoài cùng của khí hiếm. Thì mình thấy là helium sẽ có 2 electron ngoài cùng, vì mình nhớ là lớp vì helium chỉ có một lớp electron mà lớp thứ nhất thì chỉ cần 2 electron là đạt trạng thái bình vững nhé. Còn neon thì mình thấy là có 2 lớp. Lớp thứ nhất là 2, lớp thứ hai là 8. Như vậy lớp thứ hai trở đi thì cần lớp 8 electron để đạt trạng thái bình vững. Tiếp theo khí là khí argon thì mình thấy là có 3 lớp, lớp thứ nhất là 2, lớp thứ hai là 8, lớp thứ ba cũng 8 nên đạt trạng thái bình vững. Ba nguyên tố này đều là khí hiếm. Giờ tiếp theo mình sẽ có một một ý khí helium rất Khí helium là khí trơ rất khó cháy hay nổ, được sử dụng để bơm vào khí cầu thay thế cho hydrogen vì hydrogen dễ gây cháy. Mình thấy là khí helium là rất là nhẹ, đúng không? Khối lượng của nó chỉ có là khoảng 4 thôi.
Nó sẽ nhẹ hơn không khí rất là nhiều nên người ta sẽ dùng nó để người ta bơm và bóng bóng bay và là khinh khí cầu. Nó nhẹ hơn không khí nên nó sẽ bay lên trên, đúng này. Mình thấy là hydrogen sẽ nhẹ hơn nhưng mà hydrogen rất dễ gây cháy nổ nên người ta sử dụng khí helium thay thế để bơm vào khinh khí cầu cho nó bay ha. Mình nhớ là khối lượng của không khí là khoảng 29, còn khối lượng của helium chỉ có 4 thôi. Nên helium rất nhẹ hơn rất nhiều so với không khí. Giờ đây mình sẽ có câu hỏi quan sát hình 6.1 so sánh số electron lớp ngoài cùng của heli, neon và argon. Thì mình thấy là helium là 2, đây là còn neon và argon sẽ có 8 electron của lớp ngoài cùng. Như câu này các em trả lời sao? Helium sẽ có 2 electron của lớp ngoài cùng. Neon sẽ có 8 electron ngoài cùng. Và argon cũng có 8 electron ngoài cùng. Như vậy nguyên tố helium sẽ có số electron lớp ngoài cùng ít hơn. Nguyên tố neon và argon có số nguyên cùng sẽ bằng nhau đều bằng 8 hết. Đều đạt cấu cho cấu hình bình quẩn hết nha. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần hai la mã liên kết ion. Sự hình thành liên kết anion trong phân tử muối ăn. Khi hình thành phân tử sodium chloride NaCl, như là mình nhớ là công thức của muối ăn chính là NaCl, sodium chloride. Các nguyên tử đã có sự nhường và nhận electron như sau. Nguyên tử natri hay còn gọi là sodium nhường một electron ở lớp ngoài cùng cho nguyên tử chloride, chlorine để tạo thành ion Na cộng có lớp vỏ bền vững giống như nguyên tử khí hơi neon. Nguyên tử clo nhận vào lớp electron ngoài cùng một electron nữa của nguyên tử natri để tạo thành ion Cl trừ có lớp vỏ bền vững giống như khí hiếm argon. Giờ mình sẽ quan sát hình 6.2. Như là mình thấy là natri sẽ có 11 proton, 11 electron. Lớp ngoài cùng chỉ có một electron nên nó sẽ nhường electron này đi cho electron này Cl luôn. Cl lúc này lớp vỏ ngoài cùng có 7 nên sẽ nhận một electron này cho đủ 8 luôn. Lúc này là Na này sẽ nhường đi một electron. Có nghĩa là lúc này sẽ có là 11 ion có 11 điện tích dương nhưng mà có 10 điện tích âm thôi nên lúc này sẽ biến thành Na một cộng. Tiếp theo là Cl sẽ nhận khi một electron nữa. Lúc này thì số proton, số điện tích dương là 17. Trong khi số điện tích âm là 18 nên lúc này Cl sẽ biến thành Cl một trực đúng này có nghĩa mang điện tích âm. Như lúc này Na cộng và Cl sẽ hút với nhau để tạo thành phân tử NaCl chính là phân tử muối ăn. Giờ ở đây mình sẽ đọc cái ý này. Nguyên tử trung hòa ngoại điện, khi nguyên tử nhường hay nhận ở trong nó sẽ trở thành phân tử mang điện tích gọi là ion. Điện tích của ion được ký hiệu bên trên bên phải của ký hiệu hóa học. Như lúc này Na ban đầu nó trung hòa ngoại điện, khi nó nhường một electron nó sẽ biến thành ion Na cộng. Cl ban đầu là trung hòa ngoại điện, sau đó nhận một electron sẽ biến thành Cl trừ, chính là ion Cl trừ. Hai ion được tạo thành mang điện tích ngược dấu sẽ hút nhau để hình thành liên kết ion cho phân tử muối ăn. Nói chung thì khi kim loại tác dụng phi kim thì nguyên tử kim loại nhường electron cho nguyên tử phi kim. Nguyên tử kim loại trở thành ion dương và nguyên tử phi kim trở thành ion âm. Các ion dương và âm hút nhau tạo thành liên kết trong hợp chất ion. Vậy liên kết ion là liên kết được hình thành bởi lực hút giữa các ion mang điện tích khác dấu. Trái dấu. Các hợp chất ion như là muối ăn là các chất rắn ở điều kiện thường khó bay hơn, khó nóng chảy và khi tan trong nước sẽ tạo thành dung dịch dạng điện. Như vậy mình thấy thường kim loại mà liên kết với phi kim thì kim loại sẽ nhường electron, còn phi kim sẽ nhận electron vì sao? Mình thấy là natri là kim loại. Thường kim loại thì sẽ có số electron ngoài cùng rất là ít. Thường sẽ nhỏ hơn 4.
nên ít, thường nó sẽ có xu hướng là nó cho đi, đúng không? Giống như mình có tiền lẻ thì mình sẽ có xu hướng là mình sẽ cho cái phần tiền lẻ đi, đúng không? Còn CL thì đang có 7 ở cho nên nó có xu hướng là nhặt thêm, đúng không? Có nghĩa là mình gần đủ dòng mình sẽ kiếm thêm cho đủ chẳng cái số tiền đó. Ví dụ mình có 990 ngàn thì mình sẽ cố gắng tìm thêm 10 ngàn cho đủ 1 triệu chẳng hạn, đúng không? Còn ví dụ như là mình có 10 ngàn kho, mình cho người ta 10 ngàn luôn đi, đúng không? Đó là ít thì cho mà nhiều thì sẽ nhận thêm, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ có câu hỏi số 1, quan sát hình 6.2 và so sánh số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử natri và CL quấn y âm Na cộng và CL chật. Như vậy mình thấy là nguyên tử natri ban đầu sẽ có một electron lớp ngoài cùng, còn Na cộng lúc này đã cho một electron qua đây thì lớp ngoài cùng sẽ là 8 electron, nhưng mà lớp thứ hai, đúng này, còn lớp electron lớp thứ ba đã cho đi. Tương tự CL sẽ có ban đầu là có 7 electron ngoài cùng, nhận thêm một electron lúc này sẽ lớp bỏ ngoài sẽ có 8 electron ngoài cùng. Như là trong phân tử NaCl thì mình thấy là nguyên Na cộng sẽ 8 electron ở lớp ngoài cùng nên đặt trạng thái bình vững. CL cũng vậy, 8 electron ngoài cùng nên sẽ đặt trạng thái bình vững nhé. Như vậy câu số 1 các em trả lời như sau. Nguyên tử natri có một electron lớp ngoài cùng, đúng không? Còn ion Na cộng sẽ có 8 electron lớp ngoài cùng. Nguyên tử CL sẽ có 7 electron lớp ngoài cùng, còn ion CL trừ sẽ có 8 electron lớp ngoài cùng. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp văn bài giảng. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 2, sơ đồ mô tả sự hình thành liên kết ion trong phân tử magnesium oxit như sau. Như là magie nè, ban đầu thì mình thấy là nguyên tử magie sẽ có tất cả là 12 rồi tạo 12 electron. 12 electron này sẽ tạo thành 3 lớp, lớp thứ nhất là 2, lớp thứ hai là 8 và lớp thứ ba là 2 electron. Còn oxy là có 8 electron, lớp thứ nhất sẽ gồm 2 lớp, lớp nhất là 2, lớp thứ hai là 6. Như magie có 2 electron ngoài cùng thì số này sẽ nhỏ hơn 4 nên sẽ có xu hướng là nhường đi, đúng không? Cho đi. Như là 2 electron này sẽ cho qua oxy. Đúng này, magie cho đi 2 thì có nghĩa lúc này sẽ có là 12 điện tích dương nhưng mà có 10 điện tích âm nên lúc này sẽ biến thành ion magie 2 cộng. Oxygen thì sau khi nhận 2 electron thì sẽ có 8 điện tích dương nhưng mà 10 điện tích âm, lúc này sẽ biến thành ion 2 trực. Đúng này. Là do số điện tích âm nó nhiều hơn số điện tích dương, đúng không? Ở đây người ta hỏi là hãy cho biết là magie đã nhường hay nhận bao nhiêu electron, thì magie đã cho đi 2 electron, đúng không? Như vậy câu số 2 các em trả lời như sau. Magie, nguyên tử magie có tất cả là 12 electron, đúng không? Còn ion magie hay cộng sẽ có tất cả là 10 electron. Như là mất đi 2 electron ở lớp vỏ ngoài cùng, đúng không? Như là nguyên tử magie đã nhường đi 2 electron lớp vỏ ngoài cùng cho oxygen nha. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài gì? Như vậy đây là một liên kết. Liên kết phân tử magie oxit chính là liên kết ion, đúng này. Có nghĩa là có sự cho và nhận electron thì gọi là phân tử ion.
Giờ tiếp theo phần ba la mã liên kết cộng quá trị. Các nguyên tử riêng rẽ của các nguyên tố hydrogen và oxygen không bền vững. Chúng có xu hướng kết hợp với nguyên tử khác bằng liên kết cộng quá trị để hình thành các phân tử. Số 1 nhỏ liên kết cộng quá trị trong phân tử đơn chất. Sự hình thành phân tử hydrogen. Các nguyên tử hydrogen sẽ có một electron lúc ngoài cùng. Để có cấu trúc electron bền vững hay của khí hiếm helium, thì khi hình thành phân tử hydrogen đó, thì hai nguyên tử hydro sẽ liên kết với nhau bằng cách mỗi nguyên tử hydro sẽ góp chung một electron để tạo thành một cặp electron dùng chung. Xem hình 6.4. Mình sẽ quan sát hình 6.4. Thì mình biết là mỗi hydrogen đó, thì chỉ có một electron lúc ngoài cùng. Mà đạt trạng thái bình quẩn thì cần đến hai electron. Nên hai nguyên tử hydrogen kết hợp với nhau để dùng chung một cặp electron. Thì khi dùng chung như vậy là mỗi hydrogen sẽ đều có hai electron lúc ngoài cùng nên đạt trạng thái bình quẩn, đúng không? Như vậy là cứ hai nguyên tử sẽ tạo thành một phân tử chính là H2. Phân tử hydrogen chính là công thức hóa học chính là H2 nha. Giờ tiếp theo là sự hình thành phân tử oxygen. Mỗi nguyên tử oxy thì mình nhớ là có 6 electron ở lớp ngoài cùng. Để có cấu trúc electron bền vững của khí hiếm neon, khi hình thành và phân tử oxygen thì hai nguyên tử oxy sẽ liên kết với nhau bằng cách mỗi nguyên tử oxygen sẽ góp chung 2 electron tạo thành cặp electron dục chung, như là hình 6.5. Mình sẽ quan sát hình 6.5. Như giờ mình nhớ là mỗi nguyên tử oxygen thì sẽ có 8 proton, 8 electron. 8 electron này sẽ tạo thành hai lớp, lớp thứ nhất có 2, lớp thứ hai có 6. Mình nhớ là lớp ngoài cùng là 6 là chưa đạt trạng thái bình quẩn. Để đạt bình bền vững thì lớp vỏ ngoài cùng phải có 8 electron, đúng không? Như vậy là có hai nguyên tử hydro oxygen nó sẽ đi đến gần với nhau và kết hợp với nhau tạo thành một phân tử oxygen chính là O2. Trong phân tử này sẽ có hai cặp electron dùng chung. Có nghĩa là mỗi nguyên tử này sẽ đưa ra một hai cái electron dùng chung tạo thành hai cặp electron dùng chung. Lúc này dùng chung đây là 4, 4 này sẽ là của cả hai luôn nha. Như là bên trái là 4 nè, 5 6 7 8. Bên phải cũng có 4 này dùng chung nè. Giờ 5 6 7 8 như là cả hai đều đạt trạng thái bình quẩn, đúng không? Đó là cách các nguyên tử kết hợp với nhau để tạo thành một phân tử bình quẩn. Giờ liên kết được hình thành trong phân tử hydrogen và oxygen là liên kết cộng quá trị. Vậy liên kết cộng quá trị là liên kết được tạo nên giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron dùng chung. Liên kết cộng quá trị thường gặp trong nhiều phân tử đơn chất phi kim như là nitrogen, chlorine và fluorine. Giờ ở đây mình sẽ có câu hỏi số 1. Quan sát hình 6.4 và 6.5 cho biết là số electron lớp ngoài cùng của hydrogen và oxygen trước và sau khi tạo thành liên kết cộng quá trị. Giờ mình sẽ quan sát hình 6.4. Sơ đồ mô tả sự hình liên kết trong phân tử hydrogen. Như vậy mình thấy là lúc mà chưa tạo liên kết thì hydrogen chỉ có một electron lớp ngoài cùng. Sau khi tạo thành phân tử thì sẽ mỗi hydrogen sẽ có 2 electron ngoài cùng. Đúng không? Còn hình 6.5 là sơ đồ mô tả sự hình liên kết cộng quá trị của oxygen. Khi ban đầu chưa liên kết thì mỗi oxygen sẽ có 6 electron lúc ngoài cùng. Còn sau khi tạo thành liên kết thì mỗi nguyên tử oxygen sẽ có 8 electron lúc ngoài cùng. Đúng không? Như vậy câu hỏi này các em trả lời như sau. Giờ xét hình 6.4 trước khi tạo thành liên kết cộng quá trị thì mỗi hydrogen sẽ có một electron lúc ngoài cùng. Còn tao sau khi tạo liên kết cộng quá trị thì sẽ có 2 electron lúc ngoài cùng. Còn xét hình 6.5 thì trước khi tạo cộng liên kết quá trị thì oxygen sẽ có 6 electron của lớp vỏ ngoài cùng. Còn khi tạo liên kết thì sẽ có 8 electron lúc ngoài cùng. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài diễn.
Giờ tiếp theo là câu hỏi số 2, hãy mô tả sự hình thành liên kết cộng hóa trị trong phân tử khí chlorine và nitrogen. Giờ bây giờ thầy sẽ cho các em quan sát bảng tuần hoàn hóa học xem chlorine sẽ có bao nhiêu electron trong lớp ngoài cùng nha. Và nitrogen sẽ có bao nhiêu electron trong lớp ngoài cùng. Đúng rồi. Giờ đây là bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học thì mình xem chlorine là số thứ tự là 17 nha. Chlorine số thứ tự 17 bởi vì mình thấy là chlorine sẽ thuộc về chu kỳ 3. Có nghĩa là có 3 vòng electron. Và thuộc nhóm 7A có nghĩa là có 7 electron của lớp ngoài cùng. Đúng rồi. Như là mỗi nguyên tử clo sẽ có 7 electron ngoài cùng. Lúc này hai nguyên tử clo sẽ liên kết với nhau để có một cặp electron dục chung. Đúng rồi. Tiếp theo mình sẽ quan sát khí nitrogen. Nitrogen khí nguyên tố nitrogen sẽ thuộc về số 7. Ở chu kỳ 2 có nghĩa là có hai lớp electron. Hoặc nhóm 5A có nghĩa là có 5 electron ngoài cùng. Lúc này hai nitrogen sẽ kết hợp với nhau. Như vậy 5 electron ngoài lớp ngoài cùng thì cần thêm 3 nữa mới đạt là 8. Như vậy là mỗi nitrogen sẽ đưa ra 3 electron dùng chung, sẽ tạo thành 3 cặp electron dùng chung. Đúng rồi. Giờ như vậy là chlorine sẽ có một cặp electron dùng chung, còn nitrogen sẽ có hai nitrogen kết hợp với nhau sẽ có 3 electron của lớp dùng chung nha, 3 cặp electron dùng chung. Như vậy mình sẽ trả lời câu hỏi số 2 như sau. Giờ trước hết mình sẽ xếp phân tử khí chlorine. Như là mỗi nguyên tử clo thì sẽ có 17 proton, 17 electron. 17 electron này sẽ được tạo thành 3 lớp. Lớp nhất có 2. Lớp thứ hai là 8, còn lớp vỏ ngoài cùng thì có 7 electron lớp ngoài cùng. Như vậy là mình thấy là hai clo kết hợp với nhau tạo thành Cl2. Thì sẽ có một cặp electron dùng chung. Lúc dùng chung như vậy là mình thấy là bên trái sẽ có đủ 8 và bên phải cũng có đủ 8 electron nên đạt trạng thái bình vượng nhé. Như vậy là mỗi nguyên tử clo sẽ có 7 lớp electron, 7 electron ở lớp ngoài cùng. Để có cấu trúc electron bền vững của khí hiếm argon á, khi hình thành phân tử chlorine, hai nguyên tử clo đã liên kết với nhau bằng cách là mỗi clo sẽ góp chung một electron tạo thành một cặp electron dùng chung. Đúng rồi. Giờ chlorine có nghĩa là Cl, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ xếp phân tử nitrogen. Thì mỗi nitrogen sẽ có 7 proton, 7 electron. 7 electron mình sẽ tạo thành hai lớp, lớp nhất có 2, lớp thứ hai lớp thứ 5. Như là lớp vỏ ngoài cùng có 5 electron, như vậy muốn đạt trạng thái bình vượng thì cần thêm 3 nữa mới đủ 8. Lúc này là hai nguyên tử nitrogen, mỗi nguyên tử sẽ đưa ra 3 electron dùng chung để tạo thành 3 cặp electron dùng chung. Lúc này cặp dùng chung ở đây là 3, có nghĩa là 3, 3 là 6, 7, 8. Bên đây là 6, 7, 8. Lúc này sẽ đạt trạng thái bình vượng, đúng không? Như là mỗi nguyên tử nitrogen sẽ có 5 electron ở lớp vỏ ngoài cùng. Để có cấu trúc electron bình vượng của khí hiếm neon, khi hình thành phân tử nitrogen. Khi hình thành phân tử nitrogen thì hai nguyên tử nitrogen sẽ liên kết với nhau bằng cách là mỗi nguyên tử nitrogen sẽ góp chung 3 electron tạo thành 3 cặp electron dùng chung nha. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng nha.
Giờ tiếp theo là số 2, liên kết cộng bá trị trong phân tử hợp chất. Sự hình thành phân tử nước. Khi hình thành phân tử nước thì hai nguyên tử hydrogen đã liên kết với một nguyên tử oxy bằng cách là nguyên tử oxy sẽ góp chung với mỗi nguyên tử hydrogen một electron tạo thành cặp electron dùng chung. Xem hình 6.6. Như vậy là trong phân tử nước mình phải nhớ là công thức của phân tử nước chính là H2O, có nghĩa là hai nguyên tử hydrogen kết hợp với nguyên tử oxy. Như là mỗi hydrogen sẽ đưa ra một electron và oxygen thì cũng đưa ra là hai electron dùng chung. Lúc này tạo thành hai cặp electron dùng chung, đúng không? Thì lúc này là hydrogen sẽ có hai electron ngoài cùng, còn oxygen sẽ có 8 electron dùng ngoài cùng, đúng không? Nên đạt trạng thái bình quận. Đó là cách liên kết với nhau để tạo thành trạng thái bình quận, đúng không? Như công thức của nước chính là H2O nha. Như giờ liên kết này gọi là liên kết cộng quá trị, có nghĩa là những electron dùng chung á thì gọi là liên kết cộng quá trị. Giờ tiếp theo các chất hydrogen, oxygen và nước chỉ chứa các liên kết cộng quá trị được gọi là chất cộng quá trị. Các chất ammonia, carbon dioxide, đường ăn là những chất cộng quá trị. Các chất cộng quá trị có thể là ở khí, khí lỏng hoặc là khí rắn. Các chất cộng quá trị thường có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi là khắp nha. Còn các chất ion á, thì nhiệt độ nóng chảy rất là cao. Tiếp theo là câu hỏi số 1. Quan sát hình 6.6 và cho biết là khi nguyên tử oxy liên kết với hai nguyên tử hydro theo cách dùng chung ở trong thì lớp vỏ của nguyên tử oxygen giống với lớp vỏ của nguyên tử khí hiếm nào? Như vậy là khi dùng chung như vậy á, thì mình sẽ quan sát oxy. Ban đầu là oxy có 8 ô, 8 electron. Như vậy dùng chung nữa, lúc này là lớp thứ nhất có 2, lớp thứ hai sẽ có 8 là 10, 10 electron. Như vậy tương tự như là khí hiếm neon. Khí hiếm neon sẽ có là tất cả là 10 proton, 10 electron, đúng này. Như là neutron, neon. Khí neon sẽ có 10 electron, đúng này. Như câu này các em trả lời như sao? Khi nguyên tử oxy liên kết với hai nguyên tử hydro bằng cách góp chung electron, thì nguyên tử oxy sẽ có 10 electron. Hai electron của lớp thứ nhất và 8 electron ở lớp 2. Như vậy có nghĩa là giống cấu hình electron của khí hiếm neon. Neon cũng có 10 electron, đúng này. Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo là câu hỏi số 2, hãy mô tả sự hình thành liên kết cộng quá trị trong phân tử carbon dioxide và ammonia A. Trong phân tử ammonia sẽ gồm có một nguyên tử nitrogen kết hợp với ba nguyên tử hydrogen. Giờ bây giờ thầy sẽ cho các em quan sát là bảng tuần hoàn hóa học để xem carbon sẽ có bao nhiêu electron của lớp ngoài cùng. Đây là bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học thì mình thấy carbon sẽ thuộc về chu kỳ 2 và nhóm 4A. Nhóm 4A có nghĩa là sẽ có 4 electron của lớp ngoài cùng. Như 4 mà muốn đạt trạng thái bền vững thì cần thêm 8. Như vậy lúc này carbon sẽ liên kết với oxy để có đủ 8 electron lớp ngoài cùng. Như là mỗi carbon sẽ đưa ra 4 electron dùng chung, còn mỗi oxy sẽ đưa ra 2 electron dùng chung để đạt trạng thái bền vững. Đúng là CO2, đúng này. Giờ còn nitrogen trong phân tử ammonia thì gồm có nguyên tử nitrogen. Nitrogen thuộc nhóm 5A, có nghĩa là có 5 electron của lớp ngoài cùng. 5 thì càng thêm 3 nữa mới đạt trạng thái bình vượng, đúng này. Như vậy kết hợp của ba nguyên tử hydrogen, mỗi hydrogen sẽ đưa ra một nguyên tử là đủ này. Như vậy câu số 2 thì các em trả lời như sau. Giờ trong phân tử carbon dioxide thì mình thấy là carbon sẽ có 4 electron một lớp ngoài cùng. Còn oxy thì sẽ có là
6 ở trong ngoài cột đúng không? Như giờ lúc này sẽ có là bên đây là hai cặp ở trong dụng chung, bên đây hai cặp ở trong dụng chung. Lúc này 4 với 4 là 8, carbon sẽ có 8. Và oxy bên đây là 4 nè, 5 6 7 8, bên đây là 4 5 6 7 8, như là cả carbon và oxy đều đạt trạng thái bình vượt. Lúc này phân tử của khí cặp carbon dioxide chính là khí. Khí carbon dioxide người ta hay còn gọi là khí carbonic cũng được nha, chính là CO2. Giờ tiếp theo là phân tử ammonia. Trong phân tử ammonia thì sẽ có một nguyên tử nitrogen kết hợp của ba nguyên tử hydrogen. Mình thấy là nitrogen thì sẽ ban đầu là có 5. Như 5 càng thêm 3 nữa mới đủ 8. Như lúc này sẽ tạo thành ba cặp electron dùng chung của ba nguyên tử hydrogen. Như vậy là vừa khi dùng chung như vậy mình thấy hydrogen sẽ có hai electron lớp ngoài cùng đạt trạng thái bình vững. Còn nitrogen lúc này sẽ có 8 ở trong đúng ngoài cột nên bền vững, như là phân tử NH3 là bền vững đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ cuối cùng em đã học nguyên tử khí hiếm sẽ có lớp electron ngoài cùng bình vượt. Nguyên tử các có nguyên tố khác sẽ có thể đạt được các lớp electron ngoài cùng của khí hiếm bằng cách tạo thành liên kết hóa học. Liên kết ion là liên kết được hình thành bởi lực hút giữa các ion mang điện tích trái dâu. Còn liên kết cộng quá trị được tạo nên do sử dụng chung một hoặc là nhiều cặp electron. Hợp chất ion thường khó bay hơn, khó nóng chảy. Còn chất cộng quá trị thường với nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi khác. Giờ sau bài học hôm nay thì em có thể vận dụng kiến thức liên kết hóa học để giải thích được vì sao trong tự nhiên muối ăn ở trạng thái rắn khó nóng chảy, khó bay hơi, còn là đường ăn nước đá ở trạng thái rắn dễ nóng chảy và nước ở thể lỏng dễ bay hơi. Như vậy là tùy thuộc vào chất đó là chất ion hay là chất liên kết cộng quá trị. Chất ion thì mình thấy là khó bay hơi, khó nóng chảy, còn chất cộng quá trị thì sẽ dễ bay hơn, dễ nóng chảy nha. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy gì dạng dễ hiểu bấm hút và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Các em có thể chia sẻ video cho bạn bè cùng lớp và các bạn bè sớm nha. Càng nhiều bạn xem càng vui. Và em nào chưa đăng ký kênh Hải Liêm thì các em sẽ bấm nút đăng ký.